Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại, địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage thì mình có để dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 0608748 nha. Số thứ ba là 0585350. Ba số này thì mình đều xài Zalo hết. Anh em nào mà nhắn tin qua bên Zalo thì có thể nhắn tin qua ba số này nha. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8:30 sáng nha. Bên mình thì có nhận giao lưu, mua bán, trao đổi điện thoại. Anh em nào ở tỉnh muốn mua điện thoại của bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước cái phí ship. Bên phí ship sẽ được trừ vào tiền máy nha. Khi anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra máy, test máy ok rồi mới nhận nha. Chính sách bảo hành của bên mình là bảo hành 1-1. Thời gian bảo hành đối với hàng chính hãng là 3 tháng nha. Những hàng sách tay thì tùy theo máy, có máy bảo hành 1 tháng, có máy bảo hành thấp hơn thì mình sẽ báo rõ với tất cả mọi người luôn. Thì mọi thông tin chi tiết của bên mình thì mình có để dưới phần mô tả video nha. Số tài khoản ngân hàng hoặc anh em cọc thì có hai hình thức nha, một là chuyển khoản cho bên mình, còn hai là anh em có thể gửi cho bên mình mã thẻ cào, số seri nha. Rồi hôm nay thì mình cũng về được một ít máy giới thiệu tất cả mọi người. Đầu tiên mình giới thiệu cây này là cây iPad Gen 7 Wi-Fi 32GB. Cây này thì hơi chạy mặt lớn một tí, giá bán của bên mình là 6,6 triệu nha. iPad Gen 7 32GB. iPad Gen 8 máy đẹp 99 nha. Gen 8 này thì 32GB luôn, giá bán của bên mình là 8,4 triệu. Gen 8 hàng ZAA là hàng chính hãng nha. Con này là iPad Pro 32GB Wi-Fi 3G 7,5 triệu iPad Pro nha. Màn hình là 9.7 inch. iPad thế hệ 7 nha, hàng ZA, hàng chính hãng, máy đẹp 99. Con này thì bản 128GB Wi-Fi, giá bán của bên mình là 7,6 triệu. Samsung Tab S7 FE nha, máy thì còn đẹp keng. Màn hình con này khá là to, màn hình chắc tầm 12 inch nha, rất là mượt luôn. Màn hình khá là đẹp, pin cực kỳ ok luôn nha. Pin con này chắc tầm xài tầm 2 đến 3 ngày lận, pin trâu bò. Giá bán của bên mình là 7,5 triệu, 8 triệu nha mọi người, sorry mọi người nha. Tab S7 FE 8 triệu. Vivo Y21 nha, RAM 4/64, máy đẹp 99, 3 triệu. Máy đẹp len keng nha. Galaxy S20 FE 2 sim là 7,3 triệu, 1 sim là 7 triệu nha. RAM 6/128, máy đẹp 99. Vivo V15 RAM 6/128, máy 97%, 2,650,000 nha. Con này thì camera thò thuộc. S21 5G máy đẹp 99, 10,4 triệu. Samsung S21 5G. Hàng chính hãng nha, còn bảo hành dài. Samsung A12 RAM 4/128, máy đẹp 98 nha, 2,950,000. Galaxy S21 cộng 5G máy đẹp 99, 11,8 triệu. S21 cộng 5G hàng chính hãng nha, Samsung Việt Nam. Galaxy A52 5G RAM 8/128, máy đẹp 98, 6,350,000 nha. Cấu hình thì anh em search Google giúp mình nha mọi người, đôi khi máy nhiều quá nên mình không đọc chi tiết từng cấu hình nha. Realme C21i RAM 3/32GB, 2,650,000 nha. Con này thì mình có bản RAM 4. Bản RAM 4 thì bên mình bán với giá là 2,850,000 nha. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 6/128, máy đẹp 98, 3,650,000 nha. Cây này thì mình có hai màu trắng và xanh. Redmi Note 10 thì nó có kháng nước với lại màn hình OLED nha. Redmi Note 10S 8/128, máy đẹp 99, 4,350,000. Note 10S. Oppo Reno 3 Pro 4,250,000, máy thì hơi trầy nhẹ nha. Reno 3 Pro RAM 8, bộ nhớ 256GB. Oppo A92 RAM 8GB, 3,4 triệu. Con này thì mặt lưng nó hơi trầy, cho xài ốp nha. Xài ốp mà mình không dán vô thì nó sẽ nhâm nhâm. Oppo A74 8/128,
4.150.000 nha. Máy đẹp ghê. Boco X3 NFC 6128 nha. Con này thì chạy con chip Snapdragon là 732. Giá bán của bên mình là 3.950.000. Oppo Reno 5 8128, máy 97 nha, mặt lưng nó hơi trầy. Những cây này thì mặt lưng rất là dễ trầy, nếu anh em sợ ướp mà không dán keo là thì rất là dễ tày nha. Con này thì bên mình bán với giá là 4.850.000. Xiaomi Redmi Note 8 464 nha, máy 98, 2.450.000, hàng chính hãng nha. Galaxy S21 5G, máy đẹp 98, 9.800.000 nha. S21 5G. Samsung Galaxy A32, máy đẹp 99, 4.300.000, A32 nha. Hàng chính hãng, A32 thì còn bảo hành rất là dài luôn. Con này là Galaxy M62, máy mẻ kính một tí bằng đầu kim nha, nhìn không thấy luôn. Giá bán là 6.550.000 nha. M62. Galaxy A52 5G 5.350.000 nha. Con này bản 256GB, mặt lưng nó hơi dăm dăm. Thì máy tầm 97 thôi. Samsung A12 6128 3.250.000 nha. Máy đẹp 98, vẫn còn bảo hành chính hãng. Xiaomi Redmi 9T RAM 6128 máy 98 3.100.000 nha. Redmi 9T thì pin khá là khỏe, 6.000. Oppo Reno 6Z 5G máy đẹp 99, 5.900.000 nha. Mình có hai màu nha mọi người, màu bạc và màu đen. Reno 6Z 5G. Galaxy S20 FE máy 99, 7.300.000, 2 SIM. Samsung M32 4.400.000, máy đẹp 98 nha. M32. Boco X3 NFC, con này thì máy 98%, 3.900.000 nha. Oppo Reno 6Z 5G 5.900.000 màu bạc. Redmi Note 9S máy 99, 3.650.000, RAM 6 128GB. Redmi Note 8 nha, máy 97, 2.400.000, hàng chính hãng luôn, RAM 4 164GB. Boco X3 NFC 3.850.000, máy 97 nha. Realme 8 Pro 5.350.000, máy đẹp 99. Oppo Reno 5 máy 98 4850, mặt lưng hơi dăm do xài ốp nha. Những cái này thì nó hơi trầy nhẹ, ở mặt lưng thì anh em xài ốp vô sẽ không có thấy nha. S20 cộng, hàng chính hãng, 8.250.000, máy đẹp 99 nha. Oppo Reno 4 máy đẹp ken, 3.950.000, Reno 4. Samsung A52s 5G 6.750.000 nha. A52s 5G thì mình sắp hết hàng rồi, máy đẹp 99 nha mọi người. Realme 6 Pro 3.850.000, RAM 8 128. Oppo Reno 5 4850. Vivo Y72 5G máy 97 nha, 4.550.000. Realme 7i RAM 8 128, máy 97 nha, 3.450.000. Realme C21i RAM 4GB 2850. Máy đẹp 99 nha. Oppo Reno 3A nha. Reno 3A thì cấu hình nó rất là mạnh nha mọi người, chạy chip Snapdragon. Con này bên mình bán với giá là 3.400.000. Reno 4 nha, máy đẹp ken, 4.000.000, màu rất là đẹp luôn. Vmax Zoi 3 RAM 2GB 1.600.000, máy đẹp 99 nha. Zoi 3
Đôi ba thì mình có hai cây hai màu nha. Samsung A32 máy đẹp 99 4,3 triệu. Những cây này thì còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn, anh em mua yên tâm cái tầm tới tháng 10 nha. Oppo Reno 4 Pro 5,2 triệu máy đẹp 9899 nha. Winmax Active 3 RAM 6GB 2,450,000 Active 3. Đây Zoi 3 RAM 2GB 1,6 triệu. Con này thì nói chung nó chạy chip Snapdragon là 632, pin khá là khỏe nha, pin nó tới 5000. Winmax Lite 4 2,550,000 RAM 6GB máy đẹp 99 nha. Oppo A73 máy đẹp 99 luôn. Con này thì nói chung là màn hình OLED, màn hình Full HD rất là đẹp, RAM 6128, hàng chính hãng nha. Giá bán là 3,750,000. Samsung A31 nha, con này thì máy đẹp 99 luôn. 3,550,000 nha, máy rất là đẹp nha mọi người, A31. Winmax, con này là Zoi 4, RAM 3 bộ nhớ trong 64GB, 2,3 triệu. Zoi 4 nha, mình có màu trắng nè, 2,350,000, RAM 4GB. Samsung Galaxy S9 cộng nha, con này thì bán hàng viền nó thì hơi dăm dăm nha. Đây, kính camera nó nứt một vết rất là khó thấy nha. Màn hình thì đẹp không ám ảnh. S9 cộng. Giá bán của bên mình là 3,250,000. S9 cộng nha. Xiaomi Mi 8 RAM 6 bộ nhớ trong 64, chip Snap 845 nha. Màn hình OLED, máy đẹp 99%. Giá bán của bên mình là 2,9 triệu nha. Samsung Galaxy S20 7,4 triệu hàng chính hãng, máy đẹp 99, S20 nha. Xiaomi Redmi 9T 2,9 triệu, RAM là 4 nhớ trong 64GB, pin thì 6000. Con này Redmi Note 9 camera 48 chấm nha, màn hình là Full HD, 3,150,000, máy đẹp 99 nha. Redmi Note 9. Oppo A74 4,150,000 nha, máy đẹp 98. A74. Con này là máy đẹp 99 nha. Samsung A15 2,550,000. Oppo A15 nha mọi người. Oppo A15 2,550,000. Samsung M51 máy đẹp 99 nha, 5150, M51. Reno 5 máy đẹp 4,9 triệu nha. Nói chung còn tương đối đẹp. Samsung S21 cộng máy đẹp 98, 11,5 triệu. 11,5 triệu nha. Hàng chính hãng nha mọi người, hàng công ty. A32, con này thì vỏ nó lưng nó hơi trầy tí. 4,1 triệu nha, A32 Samsung. Realme X mặt lưng nó hơi trầy, kính thì nó trầy một vết ở đây. Realme X thì RAM 6GB nha, màn hình OLED, chạy chip Snapdragon nha mọi người, camera trước thò thuộc, 2,350,000 nha. Chạy chip Snap 710. Realme X giá bán là 2,350. Redmi Note 9S nha, con này thì mặt lưng nó hơi trầy. Con này thay lưng rồi nha mọi người. Giá bán của bên mình là 3,150,000 thôi. Note 9S. Samsung Note 10 LED bán hàng, máy đẹp 98, 7,5 triệu nha. Note 10 cộng 5G. Motorola cực kỳ hiếm nha, con này chạy chip Snapdragon là 750, Motorola One 5G ACM nha, 3,650,000 nha. Con này thì chạy con chip Snapdragon là 750, RAM 4 và 64GB.
Elri V50 3350 nha. Nói chung là máy 98 nguyên zin. Elri V50. Samsung A6 cộng 1.950.000. Máy thì đẹp 97% nha. Con này thì cũng ra cũng đã được một thời gian dài rồi. A6 cộng. Con này là con Samsung A22 5G 3.850.000 nha, còn bảo hành chính hãng A22 5G. Con này thì siêu hiếm luôn, rất là ít, mặt lưng thì nó hơi trầy nhẹ nha. Renault 5 4850, máy thì 97%. Oppo A54 3350 nha, máy 98. A54. Vivo Y72 5G 4.550.000 nha. 4.550.000, máy hơi trầy nhẹ. Y72 5G. Oppo Reno 6Z 5G 5.900.000, máy đẹp 99. Samsung A72 nha, 6.600.000, máy đẹp 97%. Oppo A95 4.900.000, máy đẹp 99 nha. Đây là những cái máy mình mới vừa về hàng á. Reno 5 máy đẹp 4.900.000 nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 15 triệu 14 triệu rưỡi nha. Máy đẹp 99, Z Flip 3. Hàng chính hãng bảo hành dài. Samsung Galaxy Z Flip 1 thì 59 triệu rưỡi nha. Hàng chính hãng cũng còn bảo hành nha. 256GB Z Flip 1 màu gold nha, full box. Rod Phone 5 11 triệu, RAM 12GB. Rod Phone 5 máy đẹp 99 luôn nha. Full box đầy đủ phụ kiện zin, Rod Phone 5. Chip Snapdragon là 888 nha, một con máy chuyên game. Full box. Samsung A52s 5G. Con này thì máy mới, màu tím nha. A52s 5G 7.250.000, máy new nha mọi người, 7.250. Vivo Y51 RAM 8GB, mặt lưng nó hơi dầm nha, 3.650.000. Y51 RAM 8 128. Galaxy S21 FE 5G màu đen, máy đẹp 99 nha, 12.000.000. Mình có một cây máy new nữa nha, máy new đây, máy mới chưa sử dụng nha, hàng chính hãng, giá bán là 13.000.000 nha. S21 FE 5G RAM 8 128GB. Vivo Y50 máy đẹp 98 nha, 97%. RAM 8 128, 3.350.000. Con này thì Galaxy A52 máy đẹp 99 kèn nha, 5.900.000 A52. Oppo A74 5G mặt lưng nó hơi dăm, dăm hơi nhiều, 4.450.000. Galaxy A80 nha, 4.100.000, mặt lưng nó hơi trầy. A80. Vivo V21 5G 5.500.000. Redmi K30 5G nha, RAM 6 128, mặt lưng kính nó tróc thể nhẹ một tí chỗ này, 3.400.000. Con này thì chạy chip khá là mạnh nha, Snapdragon là 765, màn hình nó 120Hz luôn. Samsung A15s nha, 2.900.000, máy đẹp 98 99%. VinMax Zoe 4 RAM 4 164, 2350. Xiaomi Redmi Note 11 nha. Note 11 này thì RAM là 4, bộ nhớ trong 128GB. Giá bán của bên mình là, con này bên mình bán với giá là 4.000.000 nha. Redmi Note 11 RAM 4, 128. Samsung S21 cộng 5G, máy thì 97%, 97-98 nha, 11.500.000. S21 Ultra 5G 12.500.000 luôn nha. Con này thì
mặt lân nó nứt nhẹ một tí thôi. Cái lân này thay rất là rẻ nha, mình là mình để nguyên zin bán cho mọi người giá rẻ trải nghiệm 12 triệu rưỡi thôi. S21 5G 7 triệu rưỡi. Con này thì màn hình nó có một chấm đen, sách tay Hàn Quốc nha, chạy chip Snapdragon. Con này là con S20 FE, hàng chính hãng, máy đẹp 98, 8 triệu 2. S20 FE nha, hàng chính hãng. Poco F2 Pro RAM 8 256 GB, 6 triệu 250 nghìn nha. Samsung A72 máy đẹp 99, 6 triệu 8. A52 5G 6350. Note 20 Ultra 4G 13 triệu 6, máy đẹp 99 nha. Bản 5G máy 98 là 14 triệu 950 nghìn. Note 20 Ultra. Samsung A22 RAM 6GB, máy đẹp 98, 3 triệu 650 nghìn nha. Z Flip 3 14 triệu rưỡi, có hai cây màu rất là đẹp luôn. Màu này là màu xanh đậm nha, còn con này là màu tím. Oppo Reno 6 5G màu đen, máy đẹp lắm nha mọi người, mặt lưng nó như kim tuyến vậy. Giá là 7 triệu 650 nghìn nha. Oppo Reno 5 phiên bản là này là bản Maxwell nha. Bản này thì là bên mình bán với giá là 5 triệu 650 nghìn. Reno 5 phiên bản đặc biệt. Oppo A55 3 triệu 6. A55 nha. VinMax Aris. RAM 8GB 3650 và RAM là 6GB là 3 triệu 550 nghìn nha. A52s 5G, một cây còn một cây duy nhất màu đen, 6 triệu 750 nghìn. Vivo Y20 2550, RAM 4 1 nhớ 64 GB. Reno 6Z 5G, cây này hơi trầy nhẹ, máy 98 nha, 5 triệu 7. Reno 6Z 5G. Vivo Y20S nha, nứt nhẹ một góc 2 triệu mốt, nứt nhẹ một tí thôi nha, một tí thôi. VinMax Aris 3550 RAM 6 của 164 GB. Oppo, con này là Vivo Y72 5G, máy đẹp ghê, 4 triệu 650 nghìn nha. Con này là con A02 RAM 3 của 32 GB, máy đẹp 97, 1 triệu 950 nghìn thôi. Oppo Reno 4 máy đẹp keng 4 triệu, Reno 4 nha. Xiaomi Redmi 10 RAM 4 1 nhớ 64 GB, 3550, còn RAM là 6GB 3750. Redmi Note 10S RAM 8GB 4350. Realme 8 nha, 4 triệu rưỡi, máy đẹp 99. Xiaomi còn là Redmi Note 10 Pro 5 triệu, RAM 8GB, máy đẹp 99. Samsung Galaxy Note 20 9 triệu 2, máy đẹp 97% nha, 97-98. Oppo Reno 5A, con này thì sách tay RAM 6GB, chạy chip Snapdragon là 765, giá là 4 triệu rưỡi nha. Oppo A92 3 triệu 6, máy đẹp. iPhone 12 128 GB, pin 84, 13 triệu 7 nha, bản 128 GB. Realme 7 3 triệu 650 nghìn nha, máy đẹp 97. Galaxy S10 sách tay Hàn Quốc 5 triệu 1. Vivo V23e 5 triệu 2, máy đẹp 99 nha, V23e. iPhone 11 máy 97% vì nó có dâm thôi, pin thì còn 79 nha, giá là 8 triệu 850 nghìn. iPhone 12 pin 85 viền nó hơi dâm nhiều nha, này giá rẻ thôi 12 triệu 4. iPhone 12 Pro nha, 11 Pro nha, 11 Pro thì mình có hai màu 64 GB, giá là 12 triệu 11 Pro.
iPhone 11 9 triệu nha, con này cũng máy 97, pin thì còn 85. Con này là con Vivo A21, máy 97 nha, 2 triệu 750 nghìn. A21. Con này là con Vivo X50 5G, 5 triệu 350 nghìn. Oppo A95 mình có hai màu nha, màu bạc và màu đen, giá là 4 triệu 9. A95 nha. Thấy đẹp kia. Rồi, Anh em nào có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha. Anh em nào coi video thì cho mình một like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ. À.